Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quay video đàn con của Messi và Bruno để cho mọi người tiện dọn vệ sinh, lau rửa cho chúng nó, thì cho mọi người ngắm cho con luôn, ngắm kỹ. Ok, đầu tiên là ông đực dây nâu. Nay mới lau đấy, nhưng mà từ hôm đàn này thì Messi giữ chúng nó rất là sạch, cho nên là từ hôm đẻ đến bây giờ là chưa có lau lần nào cả. Chưa lau một lần nào luôn. Siro không hư. Chủ với chó thì cho nên là không có quay nhiều góc được. Rất là sạch đấy. Màu cái khăn này thì mới thấy là cái khăn nó không có đổi màu mấy này. Cầm em một tay hơi nặng rồi đấy. Đầu tiên được đầu tiên ok đã xong, lau cho sơ sơ vậy thôi, rất là sạch, chúng không có bẩn. Đâu xem nào, vòng cổ này chặt chưa, vẫn lỏng. Ok, nâu chào mọi người nhá. Rồi làm nâng xuống đây một đứa, rồi đứa thứ hai, rồi dây dây màu xám mà bây giờ nó ra cái màu gì là ok. Thơm lắm, chưa hôi. Được nhá. Siro sai. Mọi người lưu ý là cái video này là chỉ để mọi người ngắm chó thôi nhé, chứ chưa không có chọn chó ở cái tầm này. Có mấy bạn đặt cho con của đàn này ấy, thì chúng ta cũng chờ, chứ chúng ta không có chọn được gì ở cái tầm này này. Muốn chọn thì cho con nó khoảng tầm 40 mấy ngày. Siro làm em giật mình nhé. Siro ơi, em giật mình đấy, thấy em giật mình không? Làm đấy. Thế nào cũng rất là sạch. Rồi ok.
đây em làm mông này, em hơi bẩn đây này, mông em hơi bết đây này. Ở bên ngoài thôi. Để yên để lau cho con cho nó sạch đi đã. Rồi, thấy mẹ nó bắt đầu nó toài. Từ đã, đang bẩn đây này. Đang bẩn thế này đi đâu? Bẩn. Sạch chưa? Chưa sạch hết rồi, tốn khăn quá nhỉ. Cái đứa này nó tốn khăn quá, cái thằng boy này nó tốn khăn của tôi quá. Ôi. À. Tôi lau đến cái khăn thứ ba rồi. Đã sạch chưa? À, sạch rồi đấy. Tốn khăn quá, nằm chọn chỗ sạch sẽ nằm nhá. Nghe chưa? Chọn chỗ sạch sẽ mà nằm, chứ không phải bạ chỗ nào cũng nằm đâu. Rồi, yên đấy. Rồi, nhìn đi. Nhìn TV. Để lau cái bụng đi. Này, bụng cũng bẩn này. Thế là ông nào ông bẩn cả trên cả dưới đúng không? Chứ đâu có phải là chỉ có bẩn ở mỗi bên dưới. Hả? À. Hai đứa kia mỗi đứa nó có tốn có một cái tờ giấy thôi, mỗi một cái khăn thôi. Một mình ông cái này là cái thứ năm hay cái thứ sáu rồi đó. Lạ nha. Buồn cười nhỉ nha. Mình to hơn cho nên là mình tốn khăn hơn nè. À, mình được phép tốn khăn hơn hả? Ok rồi đấy. Đẹp dai rồi. Đây. Đẹp dai chưa? Phổ. Đẹp dai chưa? Nha, nhìn ngang nha. Rồi. Thằng mặt này. Thế nào kia? Mắt hôm nay em đã nhìn được rõ chưa? Ok. Đến lượt đứa khác nha. Nha. Rồi, xong. Nằm xuống nào. Ok. Thứ ba. Dây xanh vẫn đang ngủ đây. Ngủ yên hết. Đang ngủ mà em bị gọi dậy nhỉ. Để lau dọn mệt quá. Mày quá, em dễ tính, em không có cáu nha. Để lên để lau cho em cho nó sạch đi nha. Siro không ổn, siro làm sao chăm em được. Đang lau cho em mà siro cứ ổn à. Siro cũng chơi với em thì để lúc khác. Bây giờ đang lau dọn.
nên là cấm không mồm nào. Mồm cổ đã chặt chưa? Tôi chặt rồi đây này. Yên này lo người nào. Đây là ông được dây sai. Sạch đấy. Bụng sao nào, ok nhá, lau cái bụng em đi cho nó sạch nè, trong bởi vì cho mấy đứa nó nằm nền, mấy đứa nằm xuống nền nhà luôn là nhiều khi là mình không kịp dọn còn đè lên, nhưng mà các em rất sạch. Bẩn một tí này. Ui giời, cái con kia nó ồn ào quá nhỉ. Con đứa kia nó ồn ào quá. Quá ồn so với tiêu chuẩn. Ồn ào quá. Sốt ruột ghê. Nghe nó kêu mà sốt ruột ghê. Quá sốt ruột. Vẫn còn đang buồn ngủ đây này. Ok, nhìn thẳng mặt quay, đang ngủ cứ quậy dậy, mắt vẫn lim dim đây. Nhìn ngang. Hồi hồi nha, mấy đứa kia nó thương rồi. Một mình em hôi, bởi vì em chưa được lau. Cái vòng cổ cứ chặt rồi. Nào, lau mặt nào. Sao cái lông ở trên đầu của em nó cũng hơi bết bết thế này nhỉ? Tăng vào bằng cái khăn khác nhé.
tiện nhá, tiện cái khăn bẩn lau cho nó, chỗ nào bẩn quá thì nó cho nó bớt bẩn đi rồi tính lau bằng khăn sạch. Đây là ông đực dây vàng nhá. Đây, em tự ngắm em ở trong TV đi. Nào. Cái mắt thì mở rồi, nhưng mà không biết bọn cho con này thì là mắt cho nó mở được đầu này cho nó không có ấy đâu. Không có nhìn rõ đâu. Thế chứng tỏ là mắt em nhìn được rồi ấy nhỉ? Em đá màn hình suốt đi chứ. Ok.
Ok. Rồi, xuống đi để được phần đến được mấy đứa con gái nhá. Ok, làm đây đi. Rồi, ngủ trước đi. Để anh chuẩn bị giấy đã. Xoay thánh là thành là rồi. Ok. Tại vì cũng được đi tiếp. Nó bắt đầu những điều gì cũng sẽ ra. Không dậy không sao nữa. Dây ra rồi.
tỉnh chưa? Đã tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tôi không cần tỉnh đâu. Nằm xuống ngủ tiếp. Dây màu hồng này con nào nó cũng là cái con nghịch, là cái đàn con của Loki. Cái dây màu hồng này cũng là một cái con mà nó rất là ưa hoạt động, rồi cái đàn này cũng vậy, rất ưa hoạt động. Yên này nó yên xinh gái nào, lo cho xinh gái này, yên, không, mày với bà quá nhỉ, nhỉ, sau bà còn một đứa nữa đang chờ đấy, vậy là chưa hết đâu, yên nào, để từ lâu nào. Mày nhá, mày toé đi thì
Mm-hmm.
cho nó nhân tiện lòng. Ngắm một dàn cho nó thì ngắm thôi chứ không chọn chó đâu. Chọn chó thì phải chờ chó 50 ngày. Ok. 7 đứa con gồm Messi và Bruno. 4 đực và 3 cái. Rubler Ruby cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của Ruby. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. Chị Kinh đấy hả? Rất là dạ. Ok, chào mọi người nhé.